Lúc không giờ bác sĩ Lan nói sanh mổ đó em. Sanh mổ, sanh phẫu thuật đó. Thì là mình chỉ được hai thôi. Đúng rồi. Qua ba đó thì bị giống như là không có nghĩ cái chuyện đó. Anh đi diễn rồi cái chị về đó, cái chị trễ cái thử không có. Rồi cái tuần sau nữa không có. Cái chị nghĩ em có đi chưa có đi khám, cái thử tuần sau nữa thử không có luôn. Một tuần thứ hai không có luôn em, tuần thứ ba không có luôn. Kỳ vậy ta. Thì nghĩ không có là bắt đầu chị uống nước mát. Qua tuần thứ ba là của tháng thứ hai là không có, để uống nước mát để cho giống như cho ra, cho thoải mái. Đúng rồi đó, cho thoải mái người phụ nữ mà. Qua tuần thứ tư đi vô khám, mà cái trong cái ba cái tuần trước đó em cũng đi khám bác sĩ luôn mà thử không có, đi vô khám bác sĩ bật cục lăng đấy không có, xôi không có luôn. Qua tuần thứ tư đi vô khám thì phát hiện có. Trời ơi, ghê lắm luôn nha. Tại vì sao là chị ta? Trong cái lúc mà là mang thai mà là uống nước mát là phải gọi là cái điều không phải là đại kỵ nhưng mà là không nên. Đúng rồi, bác sĩ thôi cũng không có rồi. Trong thời gian đó cái bác sĩ báo là không giữ được. Lúc đó anh rủ rượi à. Anh mà khi có con á là muốn có con, khi bởi kế hoạch á là chị có là anh muốn lắm. Anh mong con chứ anh không có muốn. Anh nghe vậy tự nhiên anh rụng rời hết. Thăm khám. Cái bác sĩ nói tim bé bị yếu. Rồi bé bị nằm không có đúng thế. Tới cái ngày, để anh coi, anh nhớ cái ngày tuần thứ 37. Bác sĩ nói tại sao mà, bác sĩ có la. Nói tại sao mà dặn rồi mà không nghe. Sanh phẫu thuật thì chỉ có hai thôi. Rồi bây giờ đứa này nó để cho nguy hiểm vậy. Nói dạ con cũng biết, con cũng kỹ lưỡng mà con cũng đâu có dám đâu. Thì bác sĩ dặn con làm sao thì con nghe vậy, nhưng mà con đâu có muốn gì mà nó muốn vậy rồi sao. Thôi bác cũng giúp cứu con. Cái ngày mà 39, trước 39 tuần bác sĩ nói boy được rồi, chuẩn bị là sanh em ra, phẫu thuật ra. Mà vết thương chị là hai lần rồi, lần thứ ba sợ lúc đó có anh ở nhà đỡ cho chị sanh ra mẹ tròn con vuông. Thì em bé thứ ba ra đó cực em, anh chăm em bé nó lúc nhỏ nó èo uột chút xíu. Rồi qua cái chu kỳ 2-3 tháng đầu á là nó tự nhiên thấy. Lời nói đầu tiên cho phép Tấn Bo xin kính gửi đến tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em xem qua chương trình Các Ông Bố Nói Gì với lời chào kính trọng. Trời ơi, anh giờ là mình vô thẳng vấn đề luôn nha. Vô luôn đi em. Dạ, cảm giác của anh khi mà biết tin vợ mình có bầu. Khi mà biết tin vợ anh Bo có bầu đó, dạ, thì thật sự ra rất hạnh phúc. Cái điều đó là thiêng liêng vô cùng. Nhưng mà trước đó là anh Bo hoặc là chị nhà là có thực sự mong ngóng đứa con hay không? Rất mong em. Chị có gắn cái đầu chị mới. Cái anh nhớ là chị còn, chị kêu anh vô, chị nói có rồi đó. Cái nói có gì? Có rồi, có là đó, cái đó có gì, có cái gì phải có cái gì mới được. Mà nói có cái gì tôi mới biết. Thì chị nói là có em bé rồi. Cái nói có không? Chị nói giỡn nghe bà. Chị nói giỡn là sao? Cái chị đưa ra cái thẻ bài, thẻ bài. Cái thẻ bài à, cái gì đó, que đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, cái đợt đưa cho anh coi, cái đó nhìn đi. Anh nhìn, nhất dương chị, nhị dương đường, anh nói, ê, nhị thiên đường. Có rồi. Trời ơi. Cái anh vừa thấy có rồi là anh quăng cái cây que là anh ôm chị. Ôm chị vào lòng mình. Cái quá trình mà là anh chăm sóc vợ của mình khi mà mang thai á, thì là chị nhà có ốm nghén hay không nè, hay á là chị có thay đổi tính tình? Tại vì là khi mà chị á, có lúc mà anh biết khi mà cấn, đúng không, cấn đầu đó, thì trong thời gian mà em hỏi đó, chị không có thay đổi, chị vẫn bình thường vui vẻ. Mà có ngán luôn anh? Không luôn cưng. Không ngán luôn. Anh có ngán giùm không? Anh hả? Anh không có ngán. Anh ngán. À, anh ngán không có ngán đâu. Phụ nữ đó mà có bầu rồi đó, làm mấy cái bậc thang đồ đó, không bao giờ cho một bậc, anh không cho bước lên nữa. Tại vì anh có nghe ba mẹ nói lại là không cho đi tới đi lui thường với giới đồ đó. Dứt khoát là không bao giờ được.
cúi xuống mà lấy đồ nặng là không chính nên xác luôn. Luôn em, cúi xuống cũng không được mà mình khom chút xíu cũng không được. Nói chung là phải để cho người phụ nữ với vợ mình thông thả thoải mái để cho em bé đồ với mẹ con đồ nó trong nó tuần hoàn đều với nhau. Dạ. Vậy thì cái lúc mà là chăm sóc vợ thì chắc là sẽ không có cái gì mà là khó khăn, tại vì hồi nãy anh nói là vợ anh cũng không có ngén. Đúng rồi, thoải mái bình thường tất cả mọi thứ. Vậy thì là quá trình sinh nở thì là nó có phải gọi là thuận buồm xuôi gió không anh? Lúc mà trong thời gian mà có em bé đó thì hàng tuần đó Tân Trà với Ngọc Trai là đi khám đó, khám bình thường, khám định kỳ đó. Thì tới cái lúc gần sanh thì anh á thì lúc anh thì lúc nào cũng muốn cho chị sanh thường, mà khi gần ngày sanh rồi chị thiếu nước ối. Nước ối bị khô, bị đó, cho nên là bắt buộc phải phẫu thuật. Thật sự là không muốn để cho chị phẫu thuật, nhưng mà bây giờ nếu con không có cho phẫu thuật thì đâu có sanh em bé được. Anh có nói thôi cô, thì cô quyết định, thì cô là bác sĩ mà, cô có cái sự quyết định. Cô biết cái ngày sanh á, anh đưa chị vô bệnh viện, sáng đó anh đưa chị vô, chị nằm trong bệnh viện thì một ngày tối hôm đó. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì anh có một cái show diễn với anh Bèo ở dưới Bạc Liêu, mà cái show anh Bèo nhận rồi, Tân Trời biết rồi, tại vì nhận biểu diễn cho bà con rồi, không thể nào mà bỏ được. Buồn một cái nữa, anh buồn là tại vì tối đó được có mặt rồi, cái sáng hôm sau là 9 giờ sáng, 7 sáng là anh đi rồi. Trong tâm trạng đó, trên đường đi á, nó không biết sao, anh nó biết kể là ta nó thấp thỏm mà lo sợ rồi phập phồng. Lúc đó anh không biết anh làm như hồn mình nó bay bay đâu rồi. Thương mà nhớ mà buồn, mà bây giờ không có mặt rồi, con vợ đẻ ra không biết sao. Sợ, vừa sợ mà vừa lo. Mà bây giờ cái nghề của mình bắt buộc phải đi phục vụ cho bà con xuống tới dưới. Anh nhớ là sáng đó đi là trưa tới dưới 11 giờ trưa ở trên bệnh viện báo là mẹ vợ anh á, điện thoại báo của làng báo là sanh em bé rồi bố ơi. Anh nghe vừa sanh ra em bé rồi, cái nói rồi sao cô, khỏe mạnh bình thường con, thở liền. Tự nhiên anh nói anh còn thôi khóc nữa, tự nhiên cái anh thoát ra được một giống như hồn về luôn. Lúc đó hồn về xác liền. Cái nỗi buồn, đang trầm ngâm lo lắng, tự nhiên cái bừng tỉnh lại cái vui, một cái nỗi vui khủng khiếp luôn. Cái hỏi con bao nhiêu, được bao nhiêu, cái dạ anh báo là 3,5 kg. Ngon. Đó, phẫu thuật 3,5 kg. Cái nói trời mừng hơn nữa, rồi khỏe mạnh hai mẹ con, rồi bây giờ vợ đang nằm đó. Rồi cái vui, tối đó mừng đó, mà đi ra diễn Tân với Trai khác thường. Có nghĩa là ngày thường mình diễn cái phong độ mình giống như em, là ví dụ mình 5 đi, tự nhiên cái hôm đó tối đó là đúng rồi đó cưng, 10 luôn. Anh Bo phải gọi là cưng vợ là 1 nè, nhưng mà cưng con chắc không phải tới 10, kiểu như là chắc là anh chăm con kỹ lắm đúng không? Quá cưng luôn, cưng còn hơn vợ luôn, em nói đúng luôn, em đoán đúng luôn đó. Cái quá trình mà là anh phải gọi là tập làm bố á, những ngày đầu tiên á, nó có khó khăn không? Có khó khăn là tại vì giống như là chưa biết, nhưng mà anh có đi hỏi rồi ba chỉ rồi anh Beo trước đó cũng có trước, rồi cũng chị dâu cũng chỉ lại. Thì trong thời gian đó thì khi sanh ra, lúc mà về gặp con là mừng, nó nhào vô là bắt đầu lúc đó là anh mọi chuyện là anh rồi. Sau đó là bắt đầu những cái chuyện mà thai tả rồi đó là anh hết, pha sữa rồi đó hằng đêm á, cho chị cho em bú đó. Rồi anh cũng nâng niu cho cháu nó lại bú. Chắc là nó đeo anh dữ lắm đúng không? Nó đeo mẹ nó không hả? Ủa gì kỳ vậy? Nó gộ chỗ này nè. Ủa sao kỳ vậy? Anh chăm chín nhưng cuối cùng cái bé đeo mẹ. Đó, thì cái chuyện đó tới giờ này anh cũng suy nghĩ hoài không ra đó. Mà anh là người nó cưng yêu, chiều chuộng, mà tự nhiên bây giờ đó là đeo mẹ đó, hở cái gì nhắc mẹ đó không. Mà tới bây giờ lớn lên đó là thằng lớn anh là 17 tuổi rồi cưng. Con trai 17 tuổi mà cái tướng nó đó, nó anh dày phải không? Thì nó khác anh rồi á. Anh không hiểu sao nó khác anh chỗ này là anh mét này rồi nó mét kia. Ô vậy là mừng. Mừng, như vậy là mừng. Đó. Mừng ừ. Tụi cưng quý vị xong bây giờ nó dụ bây giờ anh vậy phải không? Cái tướng nó là bây giờ hiện giờ nó 17 tuổi mà nó mét 8 mấy. Wow. Mà nó nặng 110 mấy ký. Bây giờ đó, sau này ra đi diễn rồi cái anh Bốn Hoài Linh cũng vậy nữa. Rồi anh em đồng nghiệp nghệ sĩ rồi bà con hỏi anh, ủa con mày hả Bo? Con mày hả Bo?
người ta không có tin thật sự luôn. Em nói em thấy đi là không có tin, em thấy Tân Trời thấy cũng không tin luôn. Ừ, là chuyển gen à? Anh không biết sao chuyển cái gì đó. Anh có để bé chơi thể thao không? Nó thể thao điện tử không à? Cái đồng tay nó thể thao điện tử à? Nó thể thao bằng cái cặp tay không à? Mà sao cái tướng nó bự cao anh không hiểu. Nó là ai đó mà nó ăn mì gói không à? Anh, giờ cho em hỏi một câu. Lúc có bầu và sau có bầu thì cái chuyện vợ chồng mình có thường xuyên không? À, hay là có kiêng cữ gì không anh? Từ cái lúc mà anh nhớ là chị mà cứng tay đó là anh ngưng luôn á. Ngưng luôn cho tới khi sanh em bé ra là ngưng nữa. Ngưng cho tới em bé 1 tuổi luôn á. Vậy là 20 năm luôn hả? 2 năm. 2 năm á. 2 năm. 2 năm mới nghe. Ngưng đúng 2 năm. Em cảm nhận được. Tại vì em cũng như thế. À, vậy hả? Giờ hiện tại thì là mình có mấy bé rồi? Anh được 4 cháu. 4 cháu. Lúc đầu mong một đứa, bây giờ được tới 4 luôn, còn gì nữa? Trong 4 bé thì là theo anh thấy luôn nha, chăm bé nào là nhàn nhất? Bé đầu tiên của anh á, bé trai là nhàn. Vậy là bé đầu tiên là nhàn nhất. Bé thứ hai là nhàn nhàn. Bé thứ hai nó có cái này nè, ngọt trai. Bé thứ hai là tại gái đó, yeah. Khi sanh ra đó em nó có bị những cái dây răng lưỡi rồi cái này nè, nó 2 dây. Của người ta anh em, ví dụ ai cũng 1 dây mà bé bị 2 dây, phải đi cắt dây. Tại vì không cắt răng lưỡi thì bé nói khó bị xiển nữa cơ. Trong thời gian bé bị thì cái tụi anh cũng đi qua bác sĩ bên Nancy đó, chữa trị cho bé là qua một thời gian là bé hết. Mà khi em nó hết rồi cái quá ư là kỳ diệu luôn. Giờ bé gái nhiêu tuổi anh à? Bé gái 13. 13. Cũng cao bằng anh đó. Bé thứ ba đó là cũng gái, là bé thứ ba là cực. Cực à? Cực. Trong thời gian anh đi quay cái phim Cuộc Gọi Lúc Không Giờ, bác sĩ Lan nói sanh mổ đó em. Sanh mổ, sanh phẫu thuật đó. Thì là mình chỉ được 2 thôi. Đúng rồi. Qua 3 đó thì bị giống như là không có nghĩ cái chuyện đó. Anh đi diễn, rồi cái chị về đó, cái chị trễ cái thử, không có. Rồi cái tuần sau nữa, không có. Cái chị nghĩ em có. Chưa có đi khám, cái thử tuần sau nữa, thử không có luôn. Một tuần thứ hai không có luôn em, tuần thứ ba không có luôn. Kỳ vậy ta? Thì nghĩ không có là bắt đầu chị uống nước mát. Qua tuần thứ ba là của tháng thứ hai là không có, để uống nước mát để cho giống như cho thoải mái. Đúng rồi đó, cho thoải mái người phụ nữ mà. Qua tuần thứ tư đi vô khám, mà cái trong cái ba cái tuần trước đó em cũng đi khám bác sĩ luôn. Mà thử không có, đi vô khám bác sĩ cuộc lăn đấy không có, soi không có luôn. Qua tuần thứ tư đi vô khám thì phát hiện có. Trời ơi, ghê lắm luôn nha. Tại vì sao là ta? Trong cái lúc mà là mang thai mà là uống nước mát là phải gọi là cái điều không phải là đại kỵ nhưng mà là không nên. Đúng rồi, bác sĩ soi cũng không có rồi. Trong thời gian đó cái bác sĩ báo là không giữ được. Lúc đó anh rủ rượi à. Anh mà khi có con á là muốn có con, khi bởi kế hoạch á là chỉ có là anh muốn lắm, anh mong con chứ anh không có muốn. Anh nghe vậy tự nhiên anh rụng rời hết, thầm khám. Cái bác sĩ nói tim bé bị yếu rồi, bé bị nằm không có đúng thế. Tới cái ngày để anh coi, anh nhớ cái ngày tuần thứ 37, bác sĩ nói tại sao mà bác sĩ có la. Nói tại sao mà dặn rồi mà không nghe. Sanh phẫu thuật thì chỉ có 2 thôi. Rồi bây giờ đứa này nó để cho nguy hiểm vậy. Nói dạ con cũng biết, con cũng kỹ lưỡng mà con cũng đâu có dám đâu. Thì bác sĩ dặn con sao thì con nghe vậy, nhưng mà con đâu có muốn gì mà nó muốn vậy rồi sao. Thôi bác cũng giúp cứu con của con. Cái ngày mà 39, trước 39 tuần bác sĩ nói bo ơi được rồi, chuẩn bị là sanh em ra, phẫu thuật ra. Mà vết thương chị là 2 lần rồi, lần thứ 3 sợ lúc đó có anh ở nhà rồi cho chị sanh ra mẹ tròn con vuông. Thì em bé thứ 3 ra đó cực em, anh chăm em bé nó lúc nhỏ nó eo uột chút xíu, rồi qua cái chu kỳ 2-3 tháng đầu á là nó tự nhiên thấy em nó khỏe lại. Thì còn bé thứ 4 thì sao? Rồi bé thứ 4 nè, cái này mới là anh không biết cuộc đời của anh nó hy hữu ở những cái đứa con. Đứa thứ 3 xong rồi sợ quá, anh làm đúng cái trách nhiệm của nhà nước chính phủ luôn á, bắt buộc chị phải thắt ký tên này nọ, thắt lại đụng cái chị trễ. Thắt ống rồi mà cũng muốn bung ống. Thắt ống đó rồi tự nhiên bung lực mạnh quá mà không biết sao,
cũng không chị Trễ. Chị Trễ cái báo cái nó, cái gì vậy? Bác sĩ nói cái này là chuyện là hy hữu nhất trong con người của mình nha con. Giờ con quyết định đi. Bây giờ để sợ không được. Cái đứa thứ ba là ảnh hưởng tới em bé rồi. Nhưng mà cái này là ảnh hưởng tới mẹ luôn. Tới mẹ. Đúng rồi, anh cũng biết sao, sợ mất con. Thì anh mới nói một câu nè, thôi số trời thôi. Anh khóc hoài, đêm nào cũng khóc. Mà đi diễn vẫn khóc. Khóc mà nhiều khi là anh hài mà riết anh diễn như bi luôn rồi. Rồi bây giờ tới một cái phần mà là em nghĩ rằng là chắc là hỏi anh Bo sẽ hơi khó. Vợ tôi vô số tội. Chị nhà có cần chắc thay đổi gì không? Chắc chị nhà tuyệt vời lắm đúng không? Thì thay đổi cái này nè. Chỉ có thay đổi cái này thôi. Này thay đổi cái mà anh thì cưng con, thương con còn hơn vợ. Thì bây giờ thương con cho anh phải có gì con chứ. Mà chị á, thí dụ đôi lúc á, chị thấy anh thương con quá, chiều con quá đi. Đi diễn, đi xa, lúc nào cũng đèo con đi hết. Ba bốn đứa cũng cho đi luôn, đứa lớn đứa nhỏ. Anh muốn đi đâu cũng có con đi theo. Mà chị á, đôi lúc nhằn anh hoài à. Nhằn trai ơi trời. Ghen với con luôn. Ghen, thí dụ ghen mà ghen với con. Nhiều khi chị muốn là để con ở nhà chị chăm sóc cho thoải mái, anh đi làm cho thoải mái hơn đó. Nhưng mà không biết sao anh không thể nào bỏ con ở nhà được. Trừ một trường hợp con, bây giờ con đi học thôi. Từ nhỏ lớn là đi suốt hết mà chị, mỗi lần đi là chị nhằn, mỗi lần đi chị nhằn kiếm cho. Nếu như vậy á thì không phải là vợ anh Bo vô số tội. Anh mà Bo là anh Bo có tội đó nha. Đó, anh có tội gì ta kể anh nghe đi đó. Đi diễn. Có nghĩa như là vẫn là tình thương đó anh dành cho gia đình, nhưng mà anh lại dành cho con của mình nhiều hơn là chị. Đôi lúc anh lại quên nghĩ tới cái cảm xúc của chị như thế nào. Tại vì đúng rồi, đôi lúc á là hoàng chị, rồi tôi ước gì tôi là con của ông luôn á. Có khi nào anh đi làm cái anh mua đồ ăn về, cái anh mua cho bốn đứa con, quên mua cho vợ không? Có luôn. Sao hay vậy? Sự phân chia về tình thương không có đều luôn á, là chắc chắn người phụ nữ người ta sẽ cảm thấy rất là tủi thân. Bởi vì sao đây trời, anh không biết anh phải xây dựng lại sao. Được thì là anh dành cho chị một cái bất ngờ nho nhỏ. Anh thề với bà con, cô bác luôn. Cô bác thầy luôn nha. Thầy luôn. Hồi đó là lôi con đi theo. Mà vợ nhàn hoài. Bắt đầu từ qua chương trình này, từ đây tới sau là nếu mà con đòi đi theo, cho ở nhà khóc. Đúng rồi hả? Là đáng chịu. Cho ở nhà vợ khóc lên. Chở vợ đi. Vợ muốn đi, vợ muốn đi đâu là đi với đó vợ đó. Đúng vậy. Đi là bất cứ lúc nào luôn. Ừ. Hứa luôn đó. Hứa luôn nha. Nhớ nha. Nhớ. Trước khi anh làm cái điều đó là chương trình sẽ có cho món quà nè. Có nữa hả? Chị anh vậy? Hãy theo dõi đoạn video clip. Kiện nhi ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Anh Bo là người sống rất là nội tâm. Thì anh có bất cứ dù chuyện buồn, chuyện gì chăng nữa, có chuyện đó có lớn như thế nào thì anh cũng âm thầm chịu đựng cái điều đó. Chưa bao giờ mà nói với Nhi, chưa bao giờ mà làm cho Nhi biết là anh đang rất lo, rất buồn. Cho nên là những cái lúc mà anh Bo khóc á, trước mặt của Nhi là Nhi biết là cái vấn đề này rất là trầm trọng rồi thì anh mới khóc. Tới bé thứ ba, bé đến với thế giới này rất là đặc biệt đó với hai vợ chồng Nhi. Sau cái sinh em bé đó ra, gia đình của Nhi gặp rất là nhiều biến cố. Vợ chồng Nhi kinh doanh thất bại, mọi thứ gặp rất là nhiều biến cố. Cái biến cố đó em biết là làm cho anh suy sụp rất nhiều. Làm cho anh có khi tưởng chừng như là gục ngã. Em biết là anh sống nội tâm. Anh không muốn em phải lo lắng, các con phải lo lắng và mọi người phải buồn, cho nên anh cố gắng chống chọi điều đó. Khi mà em biết là tất cả những gì mà vợ chồng mình đã cùng trải qua với nhau, dù đó là những điều em không muốn nhưng nó cũng xuất phát từ em mà ra. Cái quyết định mà kinh doanh, quyết định những làm những cái việc đó là do quyết định của em. Dù quyết định đó là sai, quyết định như thế nào nữa, anh chưa hề trách em một lời nào hết. Anh cũng cùng em vượt qua rất rất nhiều khó khăn. Khi mà cái biến cố nó xảy ra thì em biết là anh rất là buồn, anh rất là đau khổ và anh có những cái oan ức mà anh không thể nói. Dù anh không thể hiện trước mặt em nhưng mà những đêm ở ngoài phòng khách anh khóc thì em thấy hết. Nếu mà nói gì xin lỗi thì không thể nào mà nói hết những cái lời xin lỗi như thế nào để cho nó đủ. Và nói gì cảm ơn thì em cảm ơn anh đã yêu thương chăm sóc cho em, rồi đã yêu thương chăm sóc các con, đã cùng em trải qua rất là nhiều biến cố trong cuộc sống. Và em mong là cuộc sống sau này dù trải qua bất cứ chuyện gì thì anh hãy luôn vui lên. Dù mình không có gì, dù mình đánh mất hết tất cả, nhưng cái mình có hiện tại bây giờ là gia đình của mình, bốn đứa con của mình. Em sẽ cùng anh vượt qua hết tất cả mọi chuyện. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm.
anh Bo có muốn nhắn gửi điều gì với vợ của mình không ạ? Bất ngờ hơn là có sự hiện diện của chị, những cái lời tâm tư của chị gửi gắm nói với anh và nói với khán giả thật sự là điều có thật hết. Những cái gì anh không có làm cho chị vui lòng, những cái gì anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với chị, anh dành cho con quá nhiều. Anh thương vợ cho nên anh rất là quý con, mà vô tình anh quý con quá, đôi ra anh không có màng tới vợ một cái điều gì đó, không có chăm chút vợ, không có chăm sóc vợ. Anh sẽ cố gắng từ đây về sau sẽ bù đắp lại cho chị cái sự quan tâm anh đối với chị từ lâu rồi còn thiếu sót, những gì anh chưa có bắt đầu hôm nay sẽ có, để chị sẽ vui lòng và con của anh chắc cũng vui hơn. Chắc hẳn là những điều anh vừa chia sẻ chị nhà cũng đã nghe được rồi. Bây giờ chính là cái thời điểm mà chúng ta thực hiện những cái điều mà chúng ta nói thôi. Đơn giản là như vậy. Và em tin rằng là cả bốn đứa con của anh cũng sẽ rất là vui lòng. Vui. Rồi bây giờ mình thay đổi không khí đi xíu đi. Đúng rồi, mình chơi game mình đi. Chơi vui vẻ. Bây giờ trò chơi nó cũng khá là đơn giản. Cả hai bố đều đã có kinh nghiệm đưa vợ đi sinh rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thi xem ai kể ra được nhiều vật dụng cần thiết để cho vợ mình khi đi sinh sẽ thắng. Từng người thôi. Chắc mình thua chắc rồi. Anh không muốn đó đâu. Đó. Không có đâu cưng. Đôi lúc là cưng cưng ngon à. Bắt đầu. Đúng rồi đó. Từng trước đi. Khăn. Khăn là phải có. Áo áo ấm. Áo ấm cần không ta? Nhiều khi cũng cần. Áo ấm nhiều khi cũng cần. Bình thủy. Bình thủy đúng rồi, mình phải đụng nước sôi chứ đúng không? Đúng rồi, bình thủy. Dạ. Sao nữa anh? Bình thủy tới cái này không, anh thử kể coi là quảng có đó. Thì về vệ sinh của phụ nữ á. Đó thì cũng cần cũng có mà. Cần. Có cần phải không? Dung dịch vệ sinh phụ nữ. Dung dịch đó. Dung đó dung dịch vệ dầu sinh. Dầu Huynh Diệp. Ai là dầu bà đẻ? Dầu Huynh Diệp. Dầu của đàn bà đẻ. Tả người lớn. Đúng vậy, cần tả chứ trời ơi, có. Tả bé. Cũng cần luôn, tại vì đẻ ra là phải có. Có cũng phải có xây sở. Dạ. Rồi. Bé tả người lớn. Đồ thay cho vợ. Mấy bộ đồ mà để đồ bộ đó em. Đồ bộ. Đồ nhà. Đồ bộ. Cũng đúng mặt luôn. Thai. Trong lúc mà chờ đẻ. Cái này quan trọng nhất nha. Gì? Tiền. Đúng rồi anh, giờ không mang tiền, giờ nó kêu đóng tiền thì chết luôn anh. Chết luôn á. Mà cái này còn quan trọng hơn nữa nè. Gì anh? Cái tiền không quan trọng nè. Cái giường. Cái giường chứ mình cái giường đó đâu em. Cái giường để vợ nằm á. Em biết lúc mà vô sanh đó nha, nè có cái này nha, mà anh quên nói nha. Lúc tại vì sanh nhiều lắm, mình vô thì đâu có thiên vị ai đâu. Ai cũng như ai thôi. Thật sự ra là người lớn, người nhỏ, người vừa gì á, anh có tên hay không có tên gì cũng vậy thôi. Cái đó là cũng một... nằm cái giường đó thôi đúng không? Không có chỗ luôn em. Đông quá. Nếu mà mình may mắn thì vợ mình có nơi nằm để xong dưỡng sức, còn không có là phải nằm giấc da giấc dưỡng. Đúng vậy rồi, là đúng rồi. Anh Bo nó cái chiếu đúng không? Ấy cái gì chiếu? Hồi trước á của anh Bo là khác, bây giờ tụi em lại khác nữa. Cũng may cái chỗ là bây giờ á bệnh viện nó cũng đã có nhiều cái trang bị nó tối tân hơn, nó tốt hơn nhiều. Đúng rồi. Cho nên á là bây giờ tụi em đỡ được cái phần đó. Đó anh không bằng tụi em là vậy đó. Đó là đỡ thôi chứ thực sự là cái thời của anh Bo phải mang nhiều thứ hơn tụi mình rất là nhiều. Nhiều lắm. Rất là cảm ơn những câu chuyện mà là anh Tuấn Bo chia sẻ. Cũng phải gọi là một câu chuyện mà là khiến chúng em phải suy nghĩ rất nhiều. Cho phép Bo cùng với Ngọc Trai, Tân Trời ở đây rồi xin cảm ơn tất cả bà con khán giả khắp nơi xem qua chương trình Các Bố Nói Gì. Với Mạnh cố gắng thương yêu, dành tình thương nhiều hơn. Bắt đầu xem qua chương trình này sẽ có một cái nhìn nhận khác về người vợ mình.